Học tiếng Anh cùng bạn. Hello everybody. Welcome to lesson 17. Các bạn biết 17 là gì không? 17, học rồi đúng không? 17 là 17. Bài này sẽ hơi khó một chút và nó sẽ cố gắng tổng hợp kiến thức từ đầu đến bây giờ. Thế thì nói chung là những cái bài này chúng ta học về cái negative. Negative có nghĩa là phủ nhận. Phủ nhận. Phủ định một cái gì đó, phủ nhận một cái gì đó. Ví dụ như bạn hỏi tôi là tôi tên là Lộc phải không? Tôi bảo không phải. Thì negative cũng như là vậy. Tức là tôi đang phủ định cái gì đó. Thì trong tất cả câu nói trước đây, ví dụ như bạn nói tôi là Lộc, thì tôi nói I am. Đó, Lộc. Đấy. Bây giờ tôi nói tôi không phải là Lộc. Tức là tôi phủ nhận tôi không phải là Lộc. Thì tôi nói I am. Tức là bạn phủ nhận một cái gì đó. Ví dụ tôi nói tôi là học sinh. Đấy. Ví dụ tôi nói tôi là một học sinh. I am a student. Nhưng mà tôi lại phủ định lại, tôi không phải là học sinh. Thì I am not a student. Thế các bạn hiểu nhỉ? Phủ định. Tức là một câu là khẳng định, một câu là công nhận, một câu là phủ nhận. Đấy, nó như vậy. Tôi là một học sinh, còn câu này tôi không phải là một học sinh. Tức là có thêm từ not. Nó có từ not. Nó từ not có nghĩa là không. Để phủ nhận, not nghĩa là không. Cấu trúc này nó gọi là thì của động từ to be. Các bạn hỏi thì là gì? Thì hay gọi là thời nhé. Thì hay gọi là thời, tức là thời gian, thời điểm đấy. Thì cũng gọi vậy, nó nói về khoảng thời gian. Còn động từ to be thì chúng ta học, còn động từ to be thì chúng ta học từ đầu buổi đến bây giờ là gì? Động từ to be chúng ta học từ đầu buổi đến giờ là am. Học từ đầu bây giờ là chúng ta có ba cái động từ to be này, nhưng mà ba nó chỉ là một thôi. Ta gọi ta có ba nhưng nó mang cùng một nghĩa thôi, nghĩa là thì. Đấy. Là ở, là. Ví dụ tôi thì ở nhà đúng không? Tôi đang ở nhà. Anh ta thì béo, ví dụ thế. Tôi là Lộc, ví dụ thế. Thì nó chỉ có nghĩa như này thôi. Nhưng mà nó có ba từ bởi vì là khi dùng ngôi ai là tôi. Tôi thì phải cộng với am. Thế mà khi dùng ngôi you. Đấy. Là bạn. Đấy, hoặc là ngôi giấy là họ, vân vân gì đấy. Sau này ta sẽ học. Ta dùng ngôi a. Vậy ta còn ngôi y, ta có he, có she, she là cô ấy. Có he là anh ấy. Có it. Có chữ it đúng không? Là nó. Là cái đó. Đó đúng không? Thì chúng ta cộng cái gì? Cộng với is. Chúng ta có zit nữa, chúng ta có zit, chúng ta có chủ ngữ zit cũng cộng với is, zit y đây là mình cố gắng tổng hợp cho các bạn từ đầu đến giờ, nó phải cộng với is, sau này có rất nhiều cái khác cộng với is, nhưng chủ yếu là như này, chúng ta mới học như này. Rồi, thế kia là khi các bạn hiểu này, ví dụ là bây giờ nhìn xong nhá, mình xóa hết những cái nghĩa tiếng Việt đi, cho các bạn nhìn nó gọn gàng, đấy, mình cố gắng làm cái này để các bạn học nó kỹ nha, đấy. Mình hiểu chưa? Thì bây giờ khi các bạn đặt câu thì các bạn chỉ cần cộng thêm ở đây một cái đuôi đằng sau, nó có danh từ hoặc là tính từ gì đó, các bạn cộng thêm cái đuôi đó là danh từ hoặc là tính từ, cộng thêm vào đây đó. Thế bây giờ khi mà các bạn muốn phủ định, muốn negative nó, muốn phủ nhận nó đó, muốn phủ nhận nó, phủ nhận cái câu bên trên, thì câu bên trên sẽ thành khi các bạn có cái phủ nhận thì câu bên trên sẽ thành công nhận. Câu này nghiễm nhiên gọi là công nhận. Một câu công nhận, một câu phủ nhận. Tôi công nhận tôi là Lộc. Đấy, tôi công nhận tôi là giáo viên. Tôi công nhận tôi là thương gia, businessman, đúng không? Thì phủ nhận thì đơn giản thôi. Các bạn bê luôn cái này. Bê luôn cái bọn này. Bê luôn cái bọn này. Và đây. Trước khi cộng cái đuôi sau. Trước khi các bạn cộng cái đuôi sau. Thì các bạn cộng thêm một cái từ cho mình gọi là từ not, đúng không? Rồi các bạn mới cộng thêm cái đuôi sau. Phủ nhận. Phủ nhận các bạn phải cho thêm cái từ not vào đây. Thế thôi, không phải dài dòng gì, khó hiểu gì. Đúng không? Các bạn học ở chỗ nào khó hiểu thì bây giờ nó dễ rồi. Phủ nhận, thế hiểu nhận, thế tôi phủ nhận, thế là tôi chấm hết. Đúng chưa? Thế thì nó có cái nữa, đó là khi các bạn muốn đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi này thì chúng ta sẽ, thì chúng ta phải hơi bị đảo vị trí một chút. Đảo vị trí một chút là chúng ta sẽ phải có cái to be trước, có is, có am. Hoặc là có a, có mấy đằng trước, sau đó mới cộng đến cái chủ ngữ,
cộng thêm cái chủ ngữ và sau đó mới cộng cái đuôi đằng sau, đuôi đằng sau cộng đuôi sau ba chấm chấm. Đây là câu hỏi am y hoặc a. Thì đây là nghiễm nhiên là ta sẽ có câu hỏi am y hoặc a. Ví dụ tôi hỏi ví dụ tôi hỏi are you student đó, tôi hỏi bạn học, bạn là học sinh phải không, thì bạn sẽ trả lời là I am student. Đó, trả lời I am, vì a là đi với you, tôi hỏi là are you theo công thức trên này, are you a student đó. Đấy, các bạn trả lời I am a student đó mới đúng. Đó, nó chỉ số lượng là một, tôi bạn biết nhau rồi nhưng mà vẫn phải có số lượng. Đây là ví dụ. Thế bây giờ các bạn đã học về cái câu hỏi rồi. Về câu hỏi đó là các bạn có cái ví dụ đó. Các bạn có cái câu hỏi đó là what your, câu hỏi là what your này. Đấy. Your job. Hỏi what your job, tức là nghề nghiệp của bạn là gì? Are you student? I am student. What your job? Cũng I am student. Tức là nghề nghiệp của bạn là gì? Bạn làm nghề gì? Bọn tôi đang đi học thì tôi là học sinh, đúng không? Tôi là học sinh. Thì hai câu hỏi này có câu trả lời giống nhau nhưng cách hỏi khác nhau. Đúng không? Thì chúng ta sẽ có một cái cấu trúc nữa mà các bạn chưa biết. Cấu trúc đó là ở trước cái động từ to be này, đúng không? Chúng ta sẽ cộng thêm một cái WH. Cái WH là what, là where. Đấy, cái WH này. WH này nó là what. Nó có thể là what hoặc là where are you from đấy, đúng không? Đấy. Hoặc là bất cứ một cái từ nào đó là how are you, là how are you, chúng ta học mới học được ba từ này, sau này sẽ có rất nhiều từ khác. Đó, bây giờ hiện tại mới học được what, where và how. Đó. Thì cái đáp ý là như vậy. Thì ta có thể thay từ where cho job nữa, where cho job thì không được. Cái công việc bạn ở đâu, cái công việc bạn ở đâu cũng được chứ, đúng không? Where's your job? Đó. Where is your job? Đó. Công việc ở đâu bạn được thì chả nói nó ở đâu đi, đúng không? Thế là how your job, nên công việc bạn thế nào, đúng không? How is your job? Công việc bạn thế nào? Đấy, như vậy các bạn, đúng không? Sức khỏe người ta có thể đạt như vậy. Đạt, nhưng mà ta chưa biết các, nhưng mà các bạn chưa biết cách trả lời, đúng không? Ta chưa học đến mức độ để trả lời câu hỏi như thế. Nhưng ý là công thức, đây là công thức của thì động từ to be, thì các bạn chép lại vào vở và chúng ta đã học cái công thức này. Đây là mình tổng hợp lại cho các bạn. Thì sau này mình sẽ ôn lại một lần nữa thôi mà không giờ nhắc lại nữa. Đấy, tức là các bài học trước bạn đã vô tình học được cái này rồi, học được cái thể công nhận này rồi. Đó. Vô tình học được cái thể công nhận này rồi. Thế nhưng bây giờ các bạn học phủ nhận cái thì mình tổng hợp cho các bạn, đúng không? Mình tổng hợp thì mình sẽ tổng hợp luôn cả phần đặt câu hỏi, vì bạn cũng vô tình học phần câu hỏi này rồi, thì bạn ghi chép lại, bạn sẽ hiểu hết toàn cảnh từ đó bạn học đến bây giờ. Hiểu hết rồi thì nó chỉ có thực hành thôi, nhưng mà kiến thức và từ mới bọn chưa đủ, chưa thể trả lời hết tất cả câu hỏi này được, đúng không? Thì sau này lộc thì sau này học lên cao thì các bạn sẽ có thể trả lời hết tất cả câu hỏi rồi, là hiểu cái toàn cảnh hơn nữa, thì mình sẽ nói lại và dạy lại một lần nữa, lần cuối cùng. Đây là lần đầu tiên và sau này sẽ còn lần cuối cùng, sau này không bao giờ dạy lại nữa. Dạ, mà nhớ nhé, mà nó chỉ kiểm tra các bạn thôi. Đó. Thì học giáo trình là như thế. Ok nhá. Thì các bạn có gì không hiểu thì comment bên dưới. Thì bây giờ ta quay lại cái bài học chúng ta. Bài học này nó cho ta một cái gọi nữa là viết tắt. Viết tắt. Đó. Viết tắt là is lost bằng cái isn't. Isn't, ta gọi là isn't. Isn't. Thì ta phải n là t. Ta viết chữ n phải t. Thì các bạn sẽ phân biệt, có cái từ phân biệt. Thì chúng ta đã học về cái viết tắt của cái thể công nhận rồi. Cái thể phủ nhận thì nó là viết tắt, như là cái thể công nhận nó là viết tắt là his phải s, đúng không? Thế còn nếu như mà phủ định thì là viết tắt thì không thể his phải s not được, nhưng không hay, mà nó phải viết là she, nó phải viết là he isn't chứ không phải he's not được, mà he isn't. Đây là sự khác biệt, các bạn hiểu nhỉ? Khẳng định cái công nhận nó viết tắt kiểu khác và cái phủ nhận thì nó viết tắt kiểu khác. Đấy, các bạn chú ý như vậy thôi. Đó, ghi chép ngay vào cái này mình không đánh máy nữa bởi vì nó hiện ra đây rồi, đúng không ạ? Không phải chỉnh chiếu các bạn nữa vì nó hiện ngay trên trang sách rồi, các bạn ghi nó vào. Đây là cách viết tắt của thể công nhận và cách viết tắt của thể phủ nhận. Đấy, bên trên là của phủ nhận, bên dưới là của công nhận, thì các bạn viết nó luôn, đúng không? Đấy, quá dễ hiểu. Thì bây giờ ta sẽ quay lại cái câu hỏi là what his job or what her job. Thì ta học his và her rồi. Ta học she là cô ấy, he là anh ấy. Thì his là gì? His là của anh ấy và her là của cô ấy. Và what is, đúng không? Viết tắt là what phải s, đúng không? What his job. What his job cũng giống như là what your job thôi.
công việc của anh ấy, công việc của cô ấy, thì ta trả lời là he's a teacher hay là he's a doctor. She's a doctor. Ta trả lời tùy biến, thì chúng ta nhìn lại cái bài ở trên này đúng không? What's your job? Thì trả lời I am. Còn bây giờ là what his job và what her job, thì trả lời là he hoặc she thôi, đúng không? Ta nhớ là hỏi his nhưng mà trả lời he, hỏi her trả lời she, nhớ không là quên. Nhắc lại nhá, his trả lời he, her trả lời she, và your là bạn đấy, trả lời ai là tôi, nhớ đúng không? Đấy. Của anh ấy thì trả lời là anh ấy, của cô ấy trả lời là she là cô ấy. Rồi bây giờ ta sẽ đặt 8 câu hỏi này viết lại vào trong bảng, các bạn không cần phải nói. Đó, các bạn bây giờ các bạn đặt 8 câu hỏi này, viết dừng lại video này. Đặt 8 câu hỏi này viết lại vào trong bảng. What his job? What her job? Sau đó viết đây. He's a teacher, he's a taxi driver, he's a police officer. Viết vào để các bạn một lần các bạn luyện tập viết là nhớ mặt chữ, và sau đó các bạn sẽ luyện nói ngay bây giờ. Điện nói nghe bây giờ nhé. Thế sau khi bạn viết xong rồi, thì các bạn sẽ nhận ra là các bạn suốt từ nãy là toàn viết câu công nhận thôi. Thì cái bài tập tiếp theo nó bắt các bạn là viết câu phủ nhận thôi. Viết câu phủ nhận tức là sẽ viết lại 8 câu phủ nhận. Đấy, anh ấy không phải teacher, anh ấy không phải taxi driver, mặc dù bạn nhìn thấy nó đúng là taxi driver nhưng mà vẫn phải biết là không phải. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đang luyện tập, đúng không ạ? Cô ấy không phải bác sĩ, ví dụ thế. Chúng ta cố gắng viết nhé, cố gắng viết để chúng ta luyện từ mới, nhớ mặt chữ và nhớ cách viết của phủ định, nhớ cách viết của thể không công nhận và cách viết tắt của thể đó. Ta phải tạm thôi, các bạn phải ghi chép nhé. Ở đây đọc dạy thì nó không ghi chép các bạn được, đọc ghi chép thì có nói chuyện gì nữa, đúng không? Thì giờ nếu như bạn học trên lớp thì nó khác, nó sẽ để dành thời gian và nó sẽ quan sát các bạn, hướng dẫn các bạn. Nhưng đây các bạn ở đây là cái video thì mình đã nói rất là kỹ rồi, mình tin là các bạn hiểu được. Đây các bạn viết là she hoặc he, viết he in isn't, trên này gì đấy, đấy nó gì thì các bạn viết đây less isn't là không phải, các bạn phủ định, phủ nhận nó. Thế thôi. Thì sau xong được cái bài học này thì Lộc sẽ cho các bạn luyện nghe nhé. Bây giờ Lộc sẽ mở hai cái phần luyện nghe này liên tục, hai phần luyện nghe liên tục để cho các bạn nghe. Còn cái việc các bạn này là các bạn nghe và lặp lại, nghe và lặp lại nhé, vừa nghe. Tape script 3.2. What's his job? He's a teacher. What's her job? She's a doctor. Tape script 3.3. He isn't a student. He's a teacher. She isn't a nurse. She's a doctor. Tape script 3.2. What's his job? He's a teacher. What's her job? She's a doctor. Tape script 3.3. He isn't a student. He's a teacher. She isn't a nurse. She's a doctor. Tape script 3.2. What's his job? He's a teacher. What's her job? She's a doctor. Tape script 3.3. He isn't a student. He's a teacher. She isn't a nurse. She's a doctor. Tape script 3.2. What's his job? He's a teacher. What's her job? She's a doctor. Tape script 3.3. He isn't a student. He's a teacher. She isn't a nurse. She's a doctor.